Xin chào các bạn, hôm nay Mai Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách làm những bông hoa cúc xinh xắn từ dây ri băng lụa sa tanh nhé. Trước hết các bạn chuẩn bị cho Mai Anh dây ri băng sa tanh 9mm, nhụy hoa, đế hoa, châm cài, súng bắn keo cũng như đèn để chúng ta hơ cong cánh hoa. Tiếp theo các bạn cắt cho Mai Anh 40 cánh hoa bằng nhau. Mỗi cánh hoa có độ dài là 4mm. Sau đó cắt góc của một đầu. Nhụy hoa thì các bạn dùng 20 đến 25 bông hoa để làm thành một cái nhụy. Tiếp theo các bạn hơ lửa cho cánh hoa cong. Phần cuối cánh hoa các bạn gập theo chiều dọc và hơ chập lại với nhau. Phần đầu sau khi cắt thì chúng ta hơ cong. Phần đuôi thì gập theo chiều dọc và hơ dính lại với nhau. Tiếp theo các bạn dùng kim và chỉ để sâu các cánh hoa lại. Sâu các cánh hoa lại với nhau thì các bạn lưu ý là sâu theo cùng một chiều và cách phần cuối 2mm. Các bạn nhớ dùng chỉ đôi hoặc chỉ tư để sâu cho chắc nhé. Tiếp theo các bạn dồn các cánh hoa lại và dàn đều. Dàn đều các cánh hoa quay lại cùng một chiều. Độ cong cánh hoa các bạn lựa cho về cùng một chiều. Lúc sâu chúng ta đã lưu ý rồi, nhưng trong quá trình dàn đều chúng ta sẽ lưu ý thêm một lần nữa. Sau khi dàn đều các cánh hoa thì các bạn dính nhụy và đế vào hoa. Các bạn dùng súng bắn keo dính nhụy vào hoa cho thật là chắc chắn, nhưng mà lưu ý không để keo chồm ra bên ngoài. Tiếp theo chúng ta gắn đế hoa vào vòng bông hoa. Cũng không để phần keo, các bạn cho nhiều keo một chút để nhụy hoa, đế hoa được chắc chắn, nhưng cũng không để bị chồm keo ra bên ngoài. Tiếp theo các bạn gắn ghim vào đế hoa. Phần gắn ghim này các bạn lưu ý cho Mai Anh là chúng ta sẽ gắn lên góc của đế hoa nhé, chứ không gắn vào giữa của đế đâu ạ. Cái phần ghim này để sau chúng ta cài lên trên áo, chúng ta dán lên trên góc thì bông hoa sẽ không bị ngả nghiêng, bị ngửa ra lúc mà đeo lên áo ạ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một bông hoa xinh xắn rồi. Cảm ơn bạn đã xem video của Mai Anh. Bạn nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube của Áo Dài Mai Anh để xem những video hữu ích tiếp theo bạn nhé.